Ông cháu đây này, chỗ này nó đang bờ ra đúng không? Ông cháu đặt lược vào ở đây nhá. Ông cháu cắt từ dưới lên trên này, ngoài ra dần. Xong ông cháu lại ngắm vào gương tiếp, nhớ chưa? Nó vẫn còn phồng đúng không? Thì ông cháu lại đặt vào đây. Ông cháu cắt cho đến khi nào nó hết phồng rồi thôi, cho là bằng view thôi. Cắt xong lại ngắm tiếp vào đây. Chỗ này phồng mình lại đặt vào đây cắt. Chỗ này còn phồng đúng không? Lại đặt vào đây cắt tiếp. Ok chưa? Ông cháu ngắm đi xem còn phẳng chưa? Đây, vẫn chưa phẳng đúng không? Đây, ở đây còn chưa phẳng, lại là tiếp. Nhìn thấy chưa? Lại ngắm tiếp, chỗ này vẫn còn phồng đúng không? Lại cho vào đây tiếp. Đấy, sau khi cắt phẳng rồi, ông cháu nhìn thấy phẳng chưa? Ông cháu ngắm cân hai bên xem hai bên đã phẳng chưa? Rồi. Bây giờ tiếp tục nhá, vợ quay lại đây. Bây giờ tiếp tục, xung quanh đây còn ngắn tóc đúng không? Vâng, còn đây. Bây giờ ngắn, quay sang đây vợ, quay sang đây đã. Bên này còn ngắn tóc đúng không? Vâng. Bây giờ bắt đầu lại phá ngắn tiếp. Bây giờ lắp 4.5 vào phá ngắn nhá. Đây, cắt đây. Là lại. Là xung quanh lại nhá. Cứ là xung quanh lại cho nó mịn nắng, vẫn chưa hết đúng không? Vâng. Lại tiếp tục. Lắp 3mm vào, mở lửa lưỡi, này. Cho đến đây là thấy mở dần chưa? Rồi. Đây xong cứ là đi chạy xung quanh này. Đấy. Vẫn chưa hết đúng không? Vâng. Chưa hết thì lại đóng lưỡi vào 7C phát là hết ngay, không có gì đâu. Này. Nhìn thấy mở dần chưa? Vâng. Ok chưa? Bắt đầu tiếp tục lại vẫn chưa hết đúng không? Lại tiếp tục lại lắp 1.5mm vào đúng không? Mở lửa lưỡi. Đến đây bắt đầu mờ dần chưa? Ông cháu thấy mờ dần không? Rồi rồi. Đây. Đấy. Mờ chưa? Rồi. Nếu mà chưa mờ nữa thì lại cắt lại tiếp. Ông người cắt lại tiếp nhá. Này. Nó vẫn chưa mờ đúng không? Vẫn còn hơi ngấn ở dưới này. Lại mở lưỡi ra này. Cắt tiếp. Vẫn chưa mờ đúng không? Vâng, vẫn còn một ít. Đúng rồi, lửa lưỡi. Thấy chưa, đóng lửa lưỡi. Đặt vào trục ngắn này, cắt tiếp. Hết chưa? Hết chưa ông cháu? Hết rồi. Đẹp tay chưa? Đấy. Ok, đã xong. Bây giờ lại tiếp tục kiểm tra là lược ở đây nữa, là lại những cái chỗ này chưa được rồi. Đấy. Rồi. Ok. Bây giờ bắt đầu đến phần tốp. Phần tốp bằng tép này. Thấy mịn hơn chưa? Vâng. Đấy. Bây giờ đến phần tốp bằng tép này lại xịt nước vào. Kiểm tra cái mái xem nó cân chưa đã. Mái bây giờ đang chưa cân. Thấy chưa? Bây giờ mình bấm cái mái đi. Nó ngắn bớt đi. Không để cho cái mái nó thế này. Này mái chỗ này này, chỗ ngắn chỗ dài lên này. Thấy chưa? Vâng. Đấy. Bấm cái mái em sao cho nó cân cân thì mái ông bò liếm. Bò liếm. Bò liếm hơi nhiều. Rồi. Bây giờ cắt tiếp. Bây giờ cắt thật tốt. Đang có đâu spot đấy các ông cháu ạ. Đăng cài. Rồi. Nó cháy. Cho ngắn bớt đi nhá. Đúng rồi. Giải quá. Ok đấy bạn ạ. Xong chưa? Xong rồi.